nhân vật cho nó đẹp tí. Mặc dù có thể thấy, nhưng mà thí dụ nó có hơi ra ngoài một tí, thí dụ này ha. Rồi bây giờ mình tới cái phần tay, chỉ lấy cái nhân vật và mấy cái hình thôi ha, mấy cái này mình giấu đi. Cái đó thì từ từ mình sẽ làm tiếp. Chắc là cái đống này bây giờ đặt tên đi cho nó dễ thấy. Rồi để cái thân đi, để body kỳ quá. Mấy này giấu hết đi. Đó. Cái váy thì mình có cái cách làm khác nhanh hơn. Rồi giờ nhìn lại cái tay nè. Cái tay này nó cũng giống giống như cái tay lúc nãy mình làm ha, nhưng mà nó sẽ mỏng hơn, nó suông hơn. Mấy em nhìn thấy nó suông hơn. Bây giờ mình nên làm một cái tay tương đối trước, rồi mình canh cái ngón, mình canh này nọ ha, mình đưa nó vào chứ đừng có dựa trên cái này liền. Đây mình coi nè, các cái ngón nó cũng dang ra ha. Ở đây mấy cái ngón nó cũng có dang ra, nó không có cái hình mà nhìn từ phẳng, mặt phẳng xiên này nó không có. Đây độ cong của cái ngón cái thì mấy em biết cái ngón á, thường thường á là cái ngón cái đây nó sẽ 45 độ so với cái góc của cái mặt. Khi làm model mấy em phải chú ý mấy cái này, nó có cái đường như thế này là để mấy em chú ý thôi. Rồi bây giờ mình mở thêm cái hình của cái tay lên, hồi nãy mình coi đó. Nè mình dựa trên cái mẫu mình làm lại cho nó dễ, chứ không có gì phải suy nghĩ ha. Đây đầu tiên là một cái khối như thế này, sau đó mình bẻ nó cho nó cong lại như thế này ha. Đây nó cong lại, nó cong lại là cái bàn tay của mình mà nó hơi mo mo như vậy đó. Rồi phần phía dưới phần phía dưới này nè, nó cũng phải cong tròn lại bằng cái cuốn cổ tay ha, nó phải hơi gần gần, nó hình oval tí nhưng mà nó gần gần tròn, nó giống giống như cái cổ tay đó. Rồi đây giờ mình dựa trên này mình làm nè. Bây giờ mình coi trên cái mẫu này cái nào thẳng, rất là khó nhìn đúng không, không có cái nào hết. Để chút nữa mình xách vào mình đo thôi, chứ không, bây giờ mình làm cái tay rồi, chút nữa mình xách vào mình đặt trong này và mình canh mình làm tiếp chứ không có gì ha. Thì trước tiên mình làm tay không đi, rồi mình vô mình cứ việc kéo thôi, dựa trên này cũng được. Giờ mình giấu hết nha, mình làm cái tay object body thân gì giấu hết, mấy này không cần giấu đi. Cái này chưa delete history, bật lên delete nó một cái, delete all by type cho nó sạch ha. Rồi xong còn cái này thì bấm delete luôn. Rồi đầu tiên là mình sẽ load một cái khối vuông. Cái bàn tay mình không cần cái scale gì hết ha, cỡ này là chắc làm được rồi. Đặt cái này lên cho mình coi, đây là cái cơ bản mình sẽ làm. Bàn tay này nó cũng quay xuống đúng không, thì mình cũng làm quay xuống như thế này là được rồi, chút nữa mình xoay nó lên. Rồi ở đây là nhìn thẳng, nhìn thẳng à, nhìn thẳng là cái bàn tay nằm ở đây nè. À, còn không mình cứ làm bình thường thì chút nữa mình xử lý sao. Ở đây là nhìn thẳng ha, này nhìn thẳng nè, nhìn nghiêng nè, bàn tay nằm đây. Rồi bây giờ mình chia nó, đưa nó quanh đây đi. Chia nó nè, chiều này là trục Z cho nó thành bốn bốn ngón phải không, bốn ngón là làm bốn.
1, 2, 3, 4, 5. Thì mình chừa để làm cái lỗ của ngón cái nữa. Rồi, đây là chụp Y. Đó. Rồi mình kéo cho nó hợp lý thế. Ha, lên thế. Cứ làm như này chứ đi. Rồi xong đến cái phần cuối, từ từ mình làm cũng được. Cái phần dưới này khoan hẳn nghỉ ha. Mình cứ để vậy mình làm tiếp rồi cuối cùng mình nối lại thôi. Đến cái phần này mình mới tính cái phần lỗ của nó nè. Nè. Đây là cái phần cái lỗ của nó. Này. Rồi, ở phần ở cái trục này nè. Ở cái trục này phải là 2 thì mình cho nó 2. Bây giờ mình coi phối cạnh nha. Đây. Object mình nè, à. Này là cái độ dày của cái tay. À. Rồi, cái độ dày nó đó. Bây giờ là mình bắt đầu mình mới kéo nó thành cái này. À, nó hơi cong cong, bàn tay nó hơi mo mo rồi đó, mượn cái bàn tay người kế bên làm ha. Rồi. Đây. Giờ cái này nó hơi ngược thì mình lật cái hình lại cũng chẳng sao cả. Rồi đây, ngược cái hình lại. Này. Rồi. Giờ mình canh nó đi, 1 2 3 4, hai cái lỗ này đẩy nó xuống cái đường này. Thu nhỏ phần dưới này. Kéo. Đẩy nó ra. Rồi, ở cái phần trên này là lớn nhất. Ha. Cái mấy cái tay mà ở dưới là bao giờ nó cũng nhỏ, ở trên nó phình ra. Ha, nó phình ra đến chỗ này, nó canh ra cái chỗ cái ngón cái nè. Thì cái phần chỗ này là nó to nhất nè, cái này nó thu lại. Thì mình nong cái này ra, mình kéo nó ra. Này là phần lớn nhất. Ha, còn này cỡ này, ngón chỗ này là được rồi. Mình muốn vừa đủ thì mình đẩy nó vô lại xíu. Rồi ở phần này nó có thể mo mo ra cho nó. Ồ, cái này tắt đi để chế độ offset ha. Dưới này keo xíu nữa. Đấy. Chỗ này là cái ngón út. Rồi. Bây giờ cái ngón tay á, nó cũng có hình rễ quạt ha, nó hơi xiên lên cái ngón hướng ngón ngón trỏ. Thì cái này nó sẽ thấp xuống. Này nó sẽ đây. Phần này nó nhô lên tí ha. Nè, mình coi cái bàn tay của mình làm theo. Này, cái tay nó cỡ cỡ như thế này. Rồi, bây giờ mình mới đến cái phần mình thêm cái đường này. Thì thêm liền cũng được hay là thêm sau gì cũng được ha. Mình thêm liền cũng được, không có vấn đề hết. Chỗ này thì chút nó xuống là được miếng nữa. Ha, còn không thì chút mình thêm đường giữa nè, đâu có gì chút đâu. 1 2 3 4 5. Đúng không? Đây là 5 nè. Thì chút nó xuống càng tốt. Rồi. Chọn nguyên cái phay mặt trên. Chút nó xuống. À khoan, bây giờ mình phải còn cái chiều này nữa ha. Này, chiều này nữa. Thì đây là cái phần ngón, mình phải scale hết mấy cái mặt lại. Cái ngón nó phải tròn chứ nó không có dài như thế này. À, mình phải scale ha. Ít nhất là phải phải scale như thế này chứ cái đã. À, rồi cái phần ở trên nó nhô hay là phần dưới nhô gì đó thì mình phải chỉnh. Ví dụ như cái ngón dưới này. À, phần này nó nhô ra. Cái này mình phải coi mẫu. Ở giữa nó có một cái đường, còn ba cái đường này thì nó hơi mo lên một tí. Rồi này xuống một tí, đẩy vào một tí cho nó tròn. Ha. Đẩy vào một tí cho nó tròn. Này. Cho nó giống cái cổ tay. Đó. Mình phải tính như vậy chứ. Ha. Nó như thế này thì cái mu bàn tay nó phải cao lên ha. Những cái đường phía trên này nè. Thì mình chọn những cái đường ở giữa nó mo lên rồi. Cái này mình dùng lát tít cũng được ha. Đây. Chỉnh nó lên tí. Đó, nó có cái đường nào nằm im. Thiếu một điểm. Rồi, bỏ này, bỏ này. Ít. Nhấn control bỏ này, đẩy giữa lên xíu. Đó.
Rồi cái phần mà chỗ này nè, nó phải đẩy toàn bộ lên phía trên. Lên như này, rồi ở giữa nó cong gì đó, từ từ mình chỉnh thêm. Ui sao cái hình này giấu luôn đi. Rồi ha, cái này là mặt trước. Lộn mặt rồi, kệ nó đi. Rồi mấy cái này mình cũng phải scale nó lại, đẩy nó lên giống y như vậy, nó nhỏ dần. Bên trong cái tay ở phía dưới nó to thôi, còn phần trên này mình scale nó lại, đẩy nó lên, scale xíu nữa đẩy nó lên, đây scale xíu đẩy lên, và có thể mình kéo cái đường giữa ha. Rồi ở phần giữa này nó chủng xuống thì mình cứ làm sơ sơ để nó ra cái tay thôi, mình đừng có tính toán gì liền hết. Đã. Làm sơ sơ để cho nó ra cái bàn tay trước. Rồi hai bên cái ngón út á thì nó sẽ nhỏ hơn, thì mình chọn hai điểm mình scale phần này nè, trên này nó nhỏ nữa, càng lên nó càng nhỏ phải không? Đây cũng nhỏ lại phải không? Đây đó, mình làm nó gần gần như thế này ha. Rồi tiếp tục cái độ này mình cũng phải lài vô ha, tất cả mọi thứ này mình phải chỉnh hết một lần để mình thấy là mình phải làm lài vô nè, nó không có vuông góc đâu, nó hơi vào. Đây. Đây cũng vậy, ngón cái ngón gì cũng vậy hết. Vô một tí. Đây. À, giờ nó như thế này. À, chỗ này nhô ra, ở đằng trước này như thế này, có thể là cái nó gần ổn rồi đó. Bây giờ mình thêm nó. Mình nên kiếm một vài cái mẫu tay ha, mình để lên, còn bây giờ mình thêm nó nè, thêm ngón này vào, thêm phần này nè. Thì ở đây mình nên đi trước cái đường này đi, nối đây nối đây nối đây ha, là nó ra. Giờ mình đi multicut multicut nè, nối này lên đây, cho cái này chạy qua đây, cho cái này xuống, cho cái này lên giữa, chạy qua đây, nối vô đây, xong. Rồi ở đây mình chạy xuống, bên này mình cũng làm giống như vậy, này lên giữa, chạy qua giữa, nối vào đây, chạy giữa đây, nối vào đây. Đó. Rồi enter. Rồi lúc này mình sẽ thấy nó muốn nằm ngay giữa thì mình nhấn shift ha, nhấn shift nè, nhấn shift là nó nằm ngay giữa cho mình đúng không, nhấn shift. Còn khi không á, thì mình có một cái đường ngay đây là tự động mình chọn đây đây đây, mình đã đi trước rồi thì nó không có bị gì cả đúng không. Rồi tiếp tục mình nối vô, đây là mình có được 8 cạnh thì cái ngón nó sẽ rất là đẹp. Cách làm cho nó thiệt là đơn giản. Rồi xong cái phần này mình sẽ khoét cái lỗ này ha. Thì trước khi khoét mình phải chú ý tới cái ngón tay nó có cái chiều hướng cong vào và xoay dần ha. Đây đầu tiên là nó sẽ cong vào như thế này. Rồi nó xoay dần để cái ngón cái nó 45 độ đúng không, để ngón cái nó 45 độ là nó xoay như thế này, xoay xuống. Thì tùy nha, tùy cái hình nó, vô bây giờ mình coi nè. Đây mấy em thấy nè, cái đường này bắt đầu nó xoay vào trong nè, thấy không, nó xoay xuống, nó xoay xuống nè, đây là cái đường nó xoay xoay vô nè. Nếu mình làm như thế này là
nó sẽ xoay như thế này ha, nó xoay ngược lại nè, à nó sẽ xoay như thế này nha, nó xoay này. Rồi chút nữa mình sẽ tính tiếp, ở phần này là mình xoay vào trong thôi, còn chút nữa mình sẽ xoay thêm ha. Rồi phần này đẩy vào một tí canh cho nó vừa đủ, thì tất cả những cái đường liên quan mình có thể đẩy nó vô ha. Đấy, bây giờ mình thấy ngón cái nó sẽ đi hướng này, cái điện đó. Ở đây nó còn thiếu a 1 2 3 4 5 6 7 8, mình phải ít chút nó ra nữa. Rồi sau đó mình sẽ làm cho nó hơi tròn một tí ha, hơi tròn một tí, cành nó một xíu. Này thấy này, nó đang chạy xuống nè, nó chạy vào này ha, chạy cái hướng như thế này nè. Đấy. Rồi, bây giờ mình làm cái ngón. Mình làm một cái ngón ở giữa ha. Nè. Ngón đây. Thì thường thường cái ngón là nó phải tròn, nó không có vuông như thế này được. Có thể mình chốt từ đây ra cũng được, nhưng mà mình nên làm rời cho nó đẹp. Rồi, bây giờ mình làm cái ngón nha. Cái ngón thì lấy cái xi lanh này, cho cái này về vị trí, đẩy nó lên xíu, đẩy lên xíu đi. Rồi cái ngón này mình để 8 8 nè, scale lại ha, bán kính chấm 3 ví dụ vậy. Dài quá, mình cứ làm cái ngón riêng đi, rồi mình làm muốn làm gì thêm đó mình làm. Cái ngón quay đầu xuống ha, thì cấu trúc của cái ngón nó như thế này, mấy em nên biết cái cấu trúc của nó thêm một tí. Tại tại sao nó sai? Thì bây giờ mấy em coi lại cái tay của mấy em á, mấy em sẽ thấy nó sai hả. Nó vậy không phải vậy đâu, đây mới là đúng nè. Vậy khi mình dựa trên cái này thì mình dựng cái này theo nó, 1 2 3 đoạn ha. Mình sẽ làm 3 đoạn. Rồi. Rất là dễ. Cái này mình giữ nguyên, cái này mình giữ nguyên. Rồi tất cả cái này mình dùng điểm mình kéo nó ở đây xuống một tí, cái này lên một tí. Thì thường á, cái tỷ lệ của thì mà mình tính từ trên cái đầu này nha, tính từ đây nè đến đây là bằng nhau ha. Tính từ cái đốt xương á, chỗ cái đốt xương á, là từ đây đến đốt xương này bằng 2 lần đến ngọn của đây. Thì không phải là chỗ này, cho nên mấy em chú ý không phải chỗ này nha. Thì ở đây mình cũng có thể tính kéo dài nó ra đến đây, rồi chút nữa mình sẽ cắt bỏ như thế nào rồi dần tính tiếp. Bây giờ mình không dùng này, mình dùng Lattice Boy. Mình dùng Lattice ha. Deform. Rồi. Đây. Ở đây mình chọn hai hết đi. Giờ để mình làm cái độ chung trước, mình chọn Lattice Boy nè. Cái ngón nó scale ra chứ scale đều. Ở trên nó phải nhỏ hơn ở dưới. Rồi kéo nó ra, thì ở trên này kéo nó lại một tí, ngón nó thon thon dần dần cái này chứ đi ha. Rồi mình sẽ múa này lên cho cái ngón ở trên nó bằng, phía dưới nó là xiên này nè. Đấy. Rồi edit delete history nó ha, là nó còn cái object thôi. Ồ còn hả, chọn cái Z, edit delete by size là hết ha. Đây. Rồi bây giờ mình lúc này mình canh nó cho nó giống 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 như mẫu á. Việc đầu tiên của mình là mình kéo này này xét lại. Lúc này mình chọn slide ha cho nó nhỏ. À. Cỡ này. Khoảng này bằng khoảng này. Rồi. Rồi cái đoạn này mình cũng chỉnh vậy. Kéo tất cả cái này lên ha, cho nó xiên ha. Nó xiên nè. Thì mình mới thấy cái đoạn này nó bằng.
Rồi, nó hơi vậy đi, không có gì hết. Hôm nay bây giờ đến cái phần đầu, thì phần đầu là thường thường cái này với cái này nó sát lại với nhau, rồi tất cả đều đẩy cong lên một tí ha, đừng có sát quá nha. Rồi, và ngón thì nó sẽ nhô ra ở đây. Bây giờ mình sẽ thấy nè, này nó không có đủ ha, độ này mình keo nó lại. Đây. Thường thì cái ngón nếu mà đúng làm gân guốc á, thì cái ngón ngay cái xương đốt ở đây nè, cái đốt đầu tiên này, nó sẽ rất là to, nó bị phình ra chỗ này. Còn cái đây là bàn tay nữ thì mình không làm vậy ha. Rồi, ở trên cái ngón này bắt đầu mình bỏ mấy cái điểm dư đi ha. Cái này nó không cần thiết nè. Cạnh dư. Control delete. Đây, nó phải như thế này. Và ở dưới này mình không cần nữa. Delete nó đi. Chọn file. Delete. Đó. Delete không được. Đâu có hai object đâu. Thử coi. À, không có gì ha. Tiếp tục. Bây giờ cái ngón thường thường á mình phải chặn nó lại. Để mình làm mình diễn á thì mình phải chia cái ngón ha. Bây giờ mình canh á. Insert. Như thế này. Insert như thế này. Đấy. Rồi, ngón này mình cũng phải insert, đúng không? Đây. Phần trên kéo nó ra. Để cho nó đẹp thì này. Thường thường mình sẽ kéo cái này rộng ra. Phần trên là cái đốt xương nó sát lên trên đó. Đây. Rồi. Muốn đúng nữa, nếu mình muốn đúng nữa thì phải có một đường ở giữa này nữa ha, để cho nó không có mớp cái ngón tay. Muốn đúng nữa là mình phải làm như vậy. Bây giờ từ từ mình làm ha, mình làm tới đây thôi để mình biết là nó có ba ngón, một hai ba đốt, một hai ba đốt. Rồi, cái đốt ở trên thì nó nhô cái nào ra, cái đầu tiên là cái điểm này là nhô, thì mình những cái này nó phải đi vào ha. Đây, mình bấm số 3. Đó. Canh đó, tí. Đây, ngón nè. Đây, con bé này á, là cái tay nó không có, có nhỏ lắm ha, nó là dân chiến đấu mà, phải không? Nó phải dữ dằn tí. Nó to mập lên tí. Rồi. Cái điểm này nhô ra nhiều hơn tí. Để mình coi. Phần trên nó sẽ nhiều hơn phần dưới ha, thì mình phải canh nó. Đây, như thế này. Số 3. Đấy. Thế vẫn còn ha. Cho nó cao lên tí nữa. Đấy, nhưng mà chút nữa mình thêm thì nó sẽ tự động nó cao. Rồi. Rồi à, mình muốn dài ngắn thì chút nữa mình làm cho nó dài ngắn thôi. Chứ không có gì cả. Mình keo nó ra nó sẽ dài đều ra thôi. Rồi. Ở đây mình mới bắt đầu đẩy nó vào, đẩy nó ra. Ha. Thường mấy em sẽ thấy cái độ nhúng nó như thế nào. Đây thầy nói phân tích độ nhúng của một cái nó giống như cái chân của một con vật. Ha. Thì lúc này mình cũng làm giống y như vậy á. À, phía sau nè nó nhô hơn. Phía trước này nó không có nhô. À, phía sau nè nó nhô. Đấy, đại khái là vậy. Bây giờ mình sẽ làm giống kiểu của nó. Chọn vertex. Đẩy cái này vào. Việc đầu tiên là đẩy này vào ha. Rồi. Cái này có thể giữ nguyên hay không? Nếu này giữ nguyên thì cái này phải đi ra ha. Thì hai trường hợp thì mình có thể chọn tiếp cái này mình đẩy lên xíu nữa. Đây. Đầu tiên đẩy cái này vào. Sau đó mình chọn ra hai, đẩy lên tí nữa. Nhìn ở chiều này thì mình sẽ thấy cái tay ha. Đây là cái ngón tay, mình đã nhìn ở chiều này thôi nha, còn nhìn ở chiều thẳng
chưa có gì xảy ra. Nếu mà nữ thì nó cũng không có mớp ha. Còn nếu mà nam thì mình sẽ thấy cái này cần mớp thì mình cho nó vào. Ví dụ như đây, hai cái điểm này, đây mình scale nó lại. Những cái điểm này là mình dùng lệnh scale, kéo lại một tí, đây kéo nó lại một tí để cảm giác cái độ mớp khi nó nhìn xuyên ở đây ha. Rồi ngón ngoài cùng vào một tí, mỗi một cái vậy đó mình sẽ tạo ra được cái ngón đẹp ha. Đây ở trên vẫn bình thường. Object tắt đi ha, dần ra ngón tay. Ok rồi, bây giờ mình gắn cái móng lên ngón tay ha. Làm tới đây là mình không có làm cái móng thì nó hơi phí. Giờ mình làm cái móng nè. Cái móng cũng vậy thôi, chọn face. Mình chọn cái face ở trên này nè, thì chút nó lên. Sau đó mình scale nó lại. À, bây giờ mấy em chú ý cái móng á, hai bên thành móng nè nó phải rộng ha, kéo nó vô như thế này. Rồi. Đấy. Rồi còn cái phần mà nó lớn nhỏ gì đó mấy em tùy theo cái mẫu hoặc là mấy em tự sáng tác như thế nào đó tùy mấy em ha. Thì thường thường người ta không làm như thế này liền mà người ta ép thêm một đường dưới này ha. Giờ mình bỏ này nha, mình mới undo mà mình thấy là mình tưởng nó như thế này chứ mình phải làm như thế này nè, thêm một đường, thêm đường ở đây để giữ cái độ dày của cái bụng này lại ha. Và trên này nó không bị mớp. Em đẩy này vào. Này 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 đó, cái miếng này mới là cái quan trọng. Này, canh nó ra cho nó đúng ha. Rồi, mình mới chọn cái phay đây. Chút. Phải giữ nó lại. Tại cái này là cái giãn để diễn xuất. Ha, hai mấy cái này nó co giãn. Mà cái móng của mình là nó không có thể co giãn. Cho nên là bắt buộc phải có cái đường này. Rồi đẩy cái này ra sau một tí, cái móng nó no tròn lên một tí. Chọn phay thì chốt lên, keo nó lại, chiều này trước cho nó dày cỡ nào, keo này dày cỡ nào. Rồi tiếp theo thì chốt lần nữa, đẩy nó xuống ha, mấy em đẩy nó xuống. Cái móng mình mà nó mọc ở dưới mà. Sau đó làm độ dày của cái móng. Cái này là mình đẩy xuống là cái lỗ ha. Bây giờ mình chút lên làm cái độ dày của cái móng. Đây là độ dày của cái móng. Em có thể scale lại một tí. Scale này lại một tí. Rồi. Bây giờ mình thấy cái độ dày của cái móng rồi đấy. Bây giờ mình bấm thử số 3 xem sao. Ha. Nếu mà cái móng nó như thế này thì nó ok rồi, không có vấn đề. Còn mình muốn cho nó đẹp hơn, móng nữ nó có thể nhô ra hơn, nhưng mà móng nhỏ này chiến đấu chắc không dám đâu ha. Thì khi mình làm chỗ này á thì cái phần này mình phải kéo xuống. Cái phần này mình phải kéo xuống ha. Đây, tại vì nó bị dính chỗ này là coi như là mình chặn cái đường này nên nó rất là cao, mình phải kéo mấy cái này xuống cho nó nhẹ lại. Bây giờ mình làm cái móng nó nhô ra ngoài một tí. Ha, ít nhất cũng phải như vậy. Thì mình kéo cái điểm này vào. Kéo hai điểm này vào nè. À, lộn cái điểm nào nữa rồi. Kéo cái điểm đầu tiên đi rồi tính tiếp. Điểm thứ hai là ở trên. Đẩy lên cái. Kéo này xuống. Đẩy này vô. Đây. Đây mới là phần trong của móng này ha. Mấy em để vậy cũng được, không sao hết. Nếu cái móng nó như thế này được thì mình lấy mình sử dụng. Còn nếu mà mình muốn làm cái móng dài ra thì mình đi chút cái này. À, chút ra. Xong, kéo nó ra. Xong, scale nó lại. Giờ bấm số 3. À. Ok ha. Có được cái móng. Mà cái object của mình thấy lưới nó như thế nào là mình biết rồi, quá đơn giản. Lúc này là mình thấy ngón tay cực kỳ đơn giản, đúng không? Còn nếu mình muốn làm ngón tay nam thì nó khác một tí, hoặc là có nếp nhăn thì mình chỉ có việc chuốt trên này,
ha, thì chốt cái phần trên, đẩy nó vào là nó nhô lên, không có gì hết, giống như như mình làm cái móng như này thôi. Rồi cái móng con này nó ngắn thì mình cho nó nhỏ lại ha, đừng nó để nó ghê gớm quá. Đẩy nó vào à, cỡ này cùi cùi tí. Rồi nếu nó chưa đẹp, bây giờ mình nhìn nghiêng nè, có những cái móng nó nhô lên rất cao thì ở đây mình có thể đẩy cái này lên ha. Rồi hai bên này chọn ép đẩy lên tí cho đừng dính. À, đấy. Cái này cũng vậy. Mấy em làm, mấy em từ từ, mấy em sẽ có kinh nghiệm mấy cái này. Không có gì phức tạp. Chịu khó quan sát kỹ một số cái vật mà mình cần làm. Rồi ha, giờ là xong ngón. Chuyển qua cái khác. Giờ anh gắn vô nè. Giờ anh bỏ này. Rồi. It right. Keo ngón lại. Bật lưới lên. Thường á, mấy em chú ý là cái ngón nó gần bằng cái bàn ha. À, vấn đề là nó nằm chỗ đó đó. Ủa mà sao? Đâu rồi? Đây. Thì cái ngón này nó hơi ngắn ha, mình scale nó đi. Scale nó mỏng bằng cái này, canh nó bằng cái này. Đấy, mình canh nó ha, bằng trước đi. Để nó ngắn thì mình lấy ra mình đẩy tiếp. Đẩy lên đây. Vừa không? Đẩy lên. Keo ra. Nó gần bằng ha. Rồi, đưa nó xuống. Keo nó chiều rộng, chiều ngang lại một tí nữa. Keo chiều này. Chút xíu. Keo chiều này. Chút xíu. Hai, thường thường ngón nữ thì nó vậy đó. Không? Rồi mình đặt nó vào. Mở lưới lên. Ngón này nằm đây. Hợp lý chưa? Dài ra một tí. Thì những cái phần trên này mình phải đẩy, đẩy, đẩy vào ha. Thường thì một cái khớp chuyển động, một cái khớp chuyển động. Đây bây giờ mình coi đến đây. Nó sẽ có 3 ha, 1 2 đúng không? Là ba ba cạnh ở đây. 1 2 1, bên này nó phải có một cái nữa. Đúng không? Thì mình có thể thì chút, còn không thì chút thì mình connect luôn ha. Giờ mình biết là ở trên nó dài hơn thì mình đẩy cái phần trên vô. Tất cả các phần trên đây. Đẩy vô. À, nó hơi hơi thế này. Rồi đẩy ít thôi, dưới mình đẩy ra. Cũng đẩy ít thôi, không cần. Chừng nào mà mình cảm thấy cần thiết thì mình đẩy nữa ha. Ra xíu. Rồi bây giờ nối vô như thế nào đây, đúng không? Mình phải chọn cái phay ở đây, là chỗ này nó còn phập một phần để extrude nó ra. Mình coi nè. À, vậy cái này nó phải đi vô nè, rồi nó cong đây nè, là mình chỉ có việc nối nó vô thôi, nó không có gì hết. Rồi giờ mình delete một cái, mình làm thử. 1 2 3 4 delete. Trước khi mình nối vô thì mình đúp cái này lên cái ha. À, đừng có để cái ngón này hơi dài, ngắn lại chưa được. Dạ dạ rồi kéo xuống một tí, canh ở chiều này cho đúng ngay giữa đây ha. Rồi rồi xong rồi đó. Combine, giờ trước khi combine đúp lên một bầy nó đi, bì cái ngón. Và chút nữa mình phải còn làm cái ngón cho cái này xoay nó ra ha, hơi xiên tí.
này đúp qua đây, xoay nó lại tí. Mình làm ngón lúc nào cũng phải hở ra vậy nè, xoay nó ra nữa. Rồi Ctrl D này, nó xoay nữa hơi một xíu nữa. À, giờ ngón dài ngón thấp thì scale. Để keo cho nó an toàn thì mình dời cái tâm nó về dưới này ha. Dời tâm về dưới nè. Bấm D V. Dời tâm đi xuống đây. Chọn lên scale ha. Chọn lên scale. Rồi mình muốn mập ốm gì thêm thì mình keo tiếp ha. Vô đây mập ốm gì xe út thì nó nhỏ hơn tí, chiều này cũng nhỏ lại tí, cả nó ví dụ thôi. Rồi tiếp tục cái này bấm DV đẩy cái tâm lên, chọn lên scale ngắn hơn tí ha. Món này cũng phải dài gần bằng. Rồi chiều này nếu thích cứ keo tí. Rồi, món này cũng vậy, keo lại. D, V. Keo. Món chỏ thì nó ngắn hơn ha, ngắn hơn ngón ngón nhẫn một tí. Nhưng mà nó cũng lớn. Rồi, ok. Bây giờ mình để như thế này cũng được. Nhưng mà thường á, các cái ngón á, nó có cái xu hướng là nó hơi mo mo lại một tí. À, bây giờ mình tạm thì mình để như thế này. Thường thường cái ngón nó cũng phải cong nè, cái chiều cao hay gì đó nó cũng phải cong. Bây giờ mình dịch chuyển nó xuống ha. Đấy, dịch chuyển mấy cái này xuống. Cái này hai này ngón này bằng đi, hai ngón này xuống một tí. Rồi rồi thì trên mấy cái này mình mới bắt đầu mình làm cái đầu tiên. Rồi đây còn ngón cái nữa, bấm còn chân D đưa ra một cái để làm ngón cái sau ha. Combine mép, combine. Rồi rất là dễ nha mấy em, bây giờ chỉ có việc khoanh vùng nó thôi đúng không. Chọn chọn red đúng không, à nó dính lại rồi đó. Bây giờ nó cũng có ba nè, cũng có đầy đủ, thì cái đường này đẩy nó vào. À, thấy cái lưới nó đẹp lên không? À, mình thấy lưới đẹp. Còn hai cái đường này chút nữa mình kéo nó xuống. À, từ từ. À, bây giờ mình làm tiếp. Mấy cái đường dưới này thì mình đẩy cái này xích ra. Này, nó nhô ra cái này. Nhô ra cái này. Hai cái này mình cho nó gần hơn. Ngón này là bao giờ nó cũng cao nhất ha. Còn nếu mà nó hơi quá thì mình cứ kéo vào không sao hết, không có vấn đề. Quá vô nữa đi cho nó đẹp, cho nó bằng mấy cái đoạn như thế này nó mới đẹp. Rồi mình thấy có được cái ngón à, mình bấm số 3 thử xem, tắt cái lưới xem ha. Giờ mình đưa vô là nó thành. Bây giờ quan trọng nhất là cái độ cong của cái tay nó như thế nào hay cái gì gì đó thì mình phải coi cái hình mẫu của một cái tay ha, rồi mình mới sửa được. Bây giờ cái ngón ngón này là mình làm thẳng, khi nào mình gắn xương thì mình uốn cong nó sẽ đẹp thôi. Mấy em đừng có thấy nó hơi cong cong giống như mẫu là nó mới đẹp ha. Như thế này đó, cái mẫu nó cong thì cái này là mình đã bẻ cái dáng nó rồi, cho nên là cái đường này nó phải thẳng thẳng này nè. Em mấy em thấy cái ngón tay nè ha, nó có cái độ xiên cong như thế này nè. Đây là cái tay, bao giờ cái này nó hai ngón này nó cũng cao hơn, hai ngón này nó thấp hơn để nó xiên xuống cái bàn tay cạo cái độ cong này ha, nó tạo độ cong này. Rồi mấy em coi một vài cái mẫu thật. Đâu rồi,
đây. À, nhìn đây, cái chỗ này nó nhô ra, chỗ này nó lõm vào, phần chỗ này nó dày hơn, thì mấy em thấy cái này nó gần tròn phải không, gắn xuống đây nó gần tròn, gần tròn. Đấy, từ từ mấy em sẽ phải làm những cái như vậy, bỏ này nha. Rồi tiếp tục, thì bây giờ mình tiếp tục mình gắn mấy cái ngón này ha, gắn mấy ngón này vào. Thì thường thường mình làm mình nên so le nó một tí, chọn face delete. Delete. Rồi, mình combine trước cái đã. Rồi xong nối cái chỗ này lại cái đã. Rồi mới làm tiếp cái ngón cuối cùng. Ha. Đấy. Bây giờ mình thấy tám cạnh cỡ nào mình nó cũng đi cho nó đúng cái hình ha. Giờ mình chọn file tiếp. Đẹp hay xấu, đúng hay sai là do cách nhìn của mình cái hình á. Nếu mà mình vững khối ha, thì mấy cái này mình sẽ làm nó được đẹp. Đây, năm ngón tay không có vấn đề. Ủa mà sao kỳ quá vậy, mình làm sai rồi, cái miếng này nằm ngoài cái ngón cái này thành ngón út rồi. À, giờ mình phải sửa lại. À, mình sửa lại bên này không cho nó phồng ra, bên này nó thành ngón út, bên này nó thành ngón cái. Bây giờ mình phải dùng lệnh scale ha, nặng gian nó đi khỏi mất công sửa. Dùng lệnh scale theo cái trục đây, trục Z gõ trừ một ngược qua đúng không, đây nó ngược qua nè. Ủa mà sao đâu đúng đâu, này mới là ngón cái chứ, cũng vậy. À, khó rồi á, có một cách ăn gian nào không cho nhanh, nó không mình chỉnh sửa. Có ai có sáng kiến nào không? Đây, giờ này file để tách nó ra ha, nguyên cái đống này nè, nó chưa có bị gì nhiều, cắt nó ra, lật nó lại mét để chắc nó ra đó, nó thành cái khối. Giờ mình lật cái này lại đúng không, đúng chưa? Sao lộn xộn không, ngón này là à đúng rồi, trừ một. Rồi giờ ngón cái phải chạy qua đây nè. À, ngón cái chạy qua đây. À, ngón cái đó. Rồi chỗ này nối nó lại. À, nối lại thì mình nối lên trên, nối nhanh nhất là như thế này, chọn test, kéo nó hở ra, sau đó mình target well à, là nhanh nhất. Nếu trường hợp mình làm lộn làm lẫn gì đó thì cứ như thế. Rồi delete history cái, giờ bắt đầu mình target well, này là gọi là tội làm biếng ha. Ê, do mình chọn điểm nó còn hiển thị điểm. Hồi nào mình đang để chế độ điểm nè, nó dính lại, bỏ chế độ Z ha, đó nó vẫn còn là lít ra ngoài một cái. Làm gì cũng nhanh, không có vấn đề. Rồi. À, ngón cái nó chạy qua đây. Giờ mình gắn cái ngón cái vô. Ngón cái thì phải to hơn ha, dày hơn ha. Giờ vấn đề là mình phải xây nè, ít nhất nó phải ra như thế này cái đã. À, rồi nhìn thẳng nè,
đẩy nó vào nè, là mình biết nó nằm ở khu vực này ha. Thì nó chỉ có ngón cái, nó chỉ có hai ngón thôi nha, làm gắn vô ba ngón luôn là quái dị lắm á. Bỏ cái đoạn này đi, đây bỏ đoạn này ha. Rồi mình kéo này lên thấy center pivot đi. À, con gái. Ổn rồi. Đến đây. Bây giờ mình nhìn nghiêng thì ngón cái nó sẽ có xu hướng vào trong ha. Đến đây, xoay nó lại. Đúng chưa? Xoay ngược. Đây mới đúng nè. Có xu hướng vô trong. Rồi, move nó vào. Đây, giờ mình nhìn thấy cái tay. Ha. Rồi chưa đúng, phải xoay nó. Chọn object, xoay theo object. Đây là cái trục xoay của cái object. Xoay lại ha, đây là 45 độ. Mình làm sao cho nó hợp lý. Này. Rồi đó. Đẩy này xích vô thấy object. Thì khi đẩy thì mình có thể để chế độ work cho nó dễ. Rồi này để xích vô canh chưa hả, mình nhắm là ngón tay nó vô vừa chưa, còn không thì mình phải coi cái mẫu thôi ha. Mình cứ làm đi, muốn sửa thì mình cứ nhắm, mình kéo được mình kéo. Rồi ở đây mình khoét cái phần này đi. Delete, kết nối nó vô tính tiếp, đúng không? Thì bây giờ mình thấy cái đường nó sẽ đi hơi hơi khó chịu một tí. Đường này nó sẽ đi xuống đây, đường này nó sẽ đi ra đây. Thì mình sẽ nối lại như thế này. Combine. Đầu tiên là mình sẽ nối này trước ha. Nối cái này trước. Đấy, định hướng nó chứ. Rồi xong những cái đường còn lại chọn nó, tắt cái đường này đi, tắt cái đường giữa, kết nối đi và kết nối lần nữa ha. Đây ngón của mình á, còn cái nó đúng sai gì đó mấy em phải để cái mẫu nha, thầy chưa coi gì hết. Lúc này mới canh cái đường này lại cho nó lớn lên, cái bàn trong nó như thế nào ha, nó đường đi vô trong như thế nào, thì lúc này là mình mới tính. Bây giờ mà em thấy là cơ bản ha, là mình có cái tay như thế này ha, chưa có chỉnh sửa gì hết á, mình chưa có chỉnh sửa gì, mình phải bắt đầu mình mới dựa vào cái hình mẫu ha, mình phải kiếm một cái hình mẫu nhìn thẳng ha, biết có để đây không? Không có. Cái này thì quá đơn giản, nó không có phải là cái mẫu. Là đâu rồi, nãy nó có mà vừa tay vừa chân đây. Không phải, nhìn thẳng có đây, nhìn nghiêng nhìn thẳng nè. À, giờ mình nói vấn đề là mình sửa cái tay. Không? Giờ mình muốn cho cái tay nó giống giống cái này để mình dễ dễ sửa thì mình lại tiếp tục scale nó ha. Đối xứng qua, đối xứng lại hoài luôn. Rồi nhớ delete history. Rồi free rồi xong. Giờ mình coi nè, thấy chưa? Có cái đường này nè, cái đường này nè. Bên trong thì mình cứ việc kéo điểm này là không có vấn đề gì hết, kéo nó vô ha, chọn số 1 kéo cành này nằm vô à, đường giữa thì vẫn giữ nguyên, này cao lên tí, mấy cái này cao lên tí
Rồi dưới này cái đường này nó cần phải lên thì mình chọn hết cái này, mình dời nó lên. Add. Xích lên thấy cho nó đẹp. À. Để mình còn làm, nếu mà mình muốn làm cái đường chỉ tay hay gì đó thì mình làm, không sao hết. Chỗ này là mình thoải mái. Rồi, thí dụ như có muốn làm một cái điểm ngắn chỗ này thì mình thêm một cái đường vòng theo cái này nè, đẩy cái này vào trong. Lên tới đây chia cái này ra làm 4 ha. Chia cái này ra nè. Đẩy ra đây một đường nữa nè. Ha, là nó sẽ ra tứ giác và mình đi một vòng. Thì cái đó mình không cần thiết. Bây giờ mình coi tiếp cái độ dày của cái tay. Đây. À, mấy cái ngón này nó cong, không cong kệ nó. Quan trọng là cái đường này, đường này. Rồi. À, cái ngón này. À, cái này nó lại buông tự nhiên quá. Còn mình là mình muốn làm như thế này thì mình phải sửa nó một tí. À, nó to, nó nhỏ dần, cái chỗ này không cần ngắn nữa. Lưới chỗ này canh đều ra. Dùng ad flow. Ha, canh đều ra. Rồi. Bấm ép chỗ này coi. Cái này cũng không cần ngắn nhiều. Chút nữa mình chỉnh tiếp. Bấm chữ G, ad flow nó một cái. Ha, giờ cái ngón nè. Nó đi nè, thấy không? Ok hơn. Rồi, ở ngoài này nó giãn ra vậy đúng rồi. Ở trong nó phồng lên. Thì mình sẽ cho nó phồng lên. Nhìn nè. À. Cao lên tí. Phần này cao lên tí. Rồi mấy phần này cũng cao lên. Số 3. À, nó nhô quá thì mình kéo xuống ha. Đấy, dưới này thấp hơn, cho nó thấp hơn thì chút nữa mình gắn vô ngón tay cái để mình tính tiếp. Thì ít nhất là mình có được cái tay. Rồi bây giờ mình muốn đẹp hơn nữa. Này kéo xuống, này kéo lên ha. Giờ mình muốn cao lên thì mình chọn mấy cái điểm ở đây. Mua nó lên. À, rồi cái này muốn cao lên đẩy nó lên thì mấy cái điểm ở giữa đó, mấy cái điểm ở giữa mình là cái xương, mình có thể đẩy nó lên một tí và cái phần này đẩy xuống ha, đẩy xuống giờ mình thấy nó ra hơn một tí nữa đó ha. Mình sửa, càng sửa nó càng đẹp, không có gì. Rồi phía dưới này mấy cái đường này nó phải bằng nhau để nó thành một cái con đường ha. Thì mình kéo nó lại cho nó bằng đi, đừng có lồi lõm nhiều quá, đúng không, cho nó đẹp. Rồi mấy cái đường dưới này nè kéo sát sát lại tí, chọn ép kéo nè. À, này à, phải có thời gian ngồi ở không chỉnh từ từ nó mới đẹp nha, không có cái là làm nó đẹp liền đâu. Mấy cái này thì mình muốn cho nó đẹp, nó gì đó thì mình phải bẻ nó ha, cho nó thẳng, nó cong. Này là mình có cái tay cơ bản, chỗ này chỗ nào gì đó mình mới đưa vào trên cái object mình. Giờ mình lấy vào ha, sao nó lại. Rồi giờ mình để cái tay đi. Để chữ tay luôn. Rồi giờ mở lại cái scene ha. Open scene. Giấu đi mấy anh này, giấu luôn anh này. Rồi, inbox nó vào. Cái tay. Đấy. Vậy là mình đang làm cái tay trái.
À, nhìn thẳng, đưa nó lên, keo nó lại, xoay nó. Rồi scale nó lại, đưa bằng đây nè. Của mình là do làm thẳng cho nên nó không có thấy cái độ dày, quan trọng là cái ngón và cái tỷ lệ tương đối trước ha. Rồi nhìn qua bên này, nằm ở đâu? Nằm ở đây. Rồi xoay nó tí về hướng này thì mình nên để trục vật ha, ngang luôn. Rồi nhìn cửa sổ top nằm đâu, ui khủng khiếp quá. Vậy là cái bàn tay này nó hơi hơi xấu ha. Bóp nhỏ này lại, đưa này nhỏ lại. Coi nha, đấy nhìn thì cũng cũng gọi là ổn vâm, nhưng mà bàn tay nó xấu, nó phải lài ra à, nó mới đẹp. Đâu rồi? Đây. Đúng bàn tay nè. Phần phía sau này mình sẽ scale nó lại khá nhiều để cho nó dính vào bên đó đó. Lưới ở dưới này hiện tại nó là 10. Ha, mấy em nhìn thấy lưới hiện tại nó là 10 á. Đây, vấn đề tiếp tục ở đây. Đúng không? Lưới này là 10 nè. 1 2 3 4, 1 2 3 4 là 8 ha. 12. Giờ mình bỏ bớt thì mình làm giống như trên kia. Nối này vô đây, thêm đường này ở đây, thêm đường này ở đây. Rồi mình thì chút nó xuống sau. Giờ trước tiên mình keo cái này đi cho nó đẹp đẹp, cho nó giống cái tỷ lệ cái đã. Rồi keo cái trục này đi, canh cho nó gần được cái đã ha, không có vấn đề. Nếu mà mình thấy ấy thì mình để cái tay ngang luôn. Còn cái này là mình đang xoay theo cái tay của nó đưa về không có tay nó không thể ngang được đúng không? Nó đưa tới thì cái tay nó phải tới. Thì mình cũng xây xây lại một tí. Offset. Rồi xây nó lại một tí. Chút xíu canh cho nó gần bằng cái đã. Có thể lớn nhỏ. Rồi bây giờ mình chỉnh này. Ha. Khi nó đúng rồi thì mình chỉnh cái này. Đẩy vào, đẩy ra cho nó giống. Ha, thì chỗ thường thường ở chỗ này mình cứ nối trước đi. Xong mình đẩy cũng được. Ở đây nếu làm thì mình phải cắt phân nửa cái nhân vật này ra ha. Dành bấm số 1. Cắt nhân vật này ra phân nửa. Kiểm tra. Hay bị dính lắm. Đây. Đây. Ok. Delete đi. Delete. Đây, còn mấy cái file dư. Delete. Dư đây. Rồi. Giờ mình nối cái tay này vào ha.
Thì thường thường chỗ này mình cũng nên canh lại rồi mình làm cái này cơm bay. Giờ này mình chỉnh nè, thêm nó nè, bỏ bớt nè, đây đi lên đây, đi qua đây, đi qua đây, đi dòng xuống đây là mình bỏ được cái đường này, phải không? Rồi bên này cũng vậy, đây đi qua đây, đây như đấy. Rồi giờ toàn bộ này là mình bỏ được nè. Chọn file bỏ này chứ ha, quên chưa bỏ file này, delete file, chọn add bỏ luôn, delete. À mình thành tứ giác ha, chỗ này là tứ giác, chỗ này tứ giác, giờ mình nối lại là thoải mái. Rồi chỉnh cái đường này lại cho nó đẹp, cái đường này nè, cho nó phù hợp với cái đường này, hoặc là mình chỉnh cái này cho nó phù hợp với đường này, coi cái nào nó hợp lý hơn. Hình như cái này là nó sai, xoay nó lại ha, đây xoay nó lại này. Rồi giờ mình nối nó lại, thì trước khi nối mình dỡ này ra xíu, dỡ ra rộng ra tí cho nó. Rồi coi cái này nó có nhỏ không, mình keo nó lớn lên, canh lại. À vậy là cái phần tay này mình cũng phải keo nó lớn lên. Nó sẽ hợp lý, đúng không? Chiều này cho nhỏ lại, xây lại tí, dịch chuyển lên. Rồi xong, giờ nói đi. Nhấn Shift, chọn vòng. À, tại sao còn mấy cái điểm, quên delete. Nãy mình delete cạnh mà mình quên delete điểm. À. Red. Này. Dành bấm số 3. À, được cái tay ha. Rồi, chịu khó. Thường thường á mình phải coi cái mẫu một tí nó có lài như thế này hay không, nó có lõm gì không, thì cái này mấy em chịu khó coi mẫu ha. Cái này thì nó hơi cứng nè, cái bàn thường thường là nó phải vào bên trong chỗ này nè, mấy này nó phải vô hết trong này. Lúc này mình dùng để chỉnh sửa này thì mình dùng component ha, kéo nó dễ hơn. Này kéo nó vô này, kéo nó vô, đẩy nó vô, kéo nó xuống trục. Mấy cái này là mình kéo nó vô hết, nó dày quá, nãy mình đã làm rồi nhưng mà nó vẫn còn dày ha. Đây nó mỏng xuống rồi, chỗ này thấp xuống, kéo xuống. Cái nào mà mình muốn lên thì tiếp tục, này thấp xuống tí nữa đi, cao quá. Này vào luôn cho ngón cái bàn tay nó đẹp, rồi đẩy lên một tí này, mu bàn tay cho nó cao lên, chỉnh lên. À, chỉnh lên. Rồi giờ mình coi nè, nhân vật của mình ngón tay đầy đủ ha, có đầy đủ hết. À cái bàn tay rất là dễ chịu.
Chỉ có một cái là mình phải chịu khó mình canh ha. Ví dụ như mấy cái chỗ này nếu mà nó móp thì mình lại tiếp tục mình đẩy nó ra, đừng để cho nó móp quá. Này để vô nè, này để vô nè, này giãn lên nè, này giãn ra cái hướng này bớt nè, cong này ra nè. Đấy, mình cứ làm từ từ thì nó sẽ ra cái model ok thôi chứ không có gì hết. Rồi còn gì nữa, số 3 cái này mình chỉ chịu khó chỉnh thôi nha chứ không có gì nha, chỉnh là nó đẹp, mình đang để thẳng rồi. Như vậy là phần này là mình xong, thì đưa cái tâm về, tiếp tục mình đưa cái tâm về ha, chụp tọa độ rồi mirror nó qua. Bây giờ mình đừng có mirror, mình đúp thôi ha. Này giờ mình thấy nhân vật bắt đầu có tay có chân, ok rồi, nghĩ ra làm đi.